chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Thưa quý vị, tình trạng gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông vẫn duy trì với cường độ gió mạnh cấp 6, riêng khu vực phía Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Mưa dông nhiều khiến cho tầm nhìn giảm thấp dưới 10 km. Dự báo tình trạng gió mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới, nên bà con ngư dân cần hết sức lưu ý. Với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió yếu hơn, hầu hết đều chỉ khoảng cấp 3 cho tới cấp 5, nên sóng dao động từ 1,5 cho tới 2,5 mét. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp chỉ từ 4 đến 10 km trong cơn dông. Bà con cần đề phòng nguy cơ kèm theo cả lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và sáng mai, tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 nên vẫn còn tình trạng sóng cao biển động. Dự báo từ trưa chiều mai trở đi, cường độ gió sẽ giảm dần, hầu hết chỉ còn ở mức cấp 5, mưa rào và dông cũng sẽ có xu hướng giảm. Tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai có gió Đông Bắc khoảng cấp 4, cấp 5, sóng biển dao động từ 1,75 cho tới 2 mét. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn xảy ra rải rác, khiến cho tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km, kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Đối với tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai gió Đông Bắc chỉ ở cấp 3, cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Tuy nhiên, thời tiết vẫn nhiều mây, có mưa rào rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc, dự báo trong 2-3 ngày tới có gió nhẹ nên sóng thấp, biển êm. Tuy nhiên, mưa rào và dông lại xảy ra nhiều nên tầm nhìn xa luôn ở mức thấp. Các phương tiện tàu thuyền lưu thông trên tuyến hải trình này cần hết sức lưu ý. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Thank you.